giữ nguyên cứ giữ đầu á. Rồi ấn mạnh vào. Ô, thế đéo này, cô con này ở đây nhỉ, ngâm rượu tốt đấy. Ui, con này. Từ từ bình tĩnh nha, bình tĩnh nha. Giữ mạnh vào. Thôi, thả được. Tính sống thôi. Trẻ to thế. Ui, cái gì anh? Sao? Ở đâu? Làm gì? Nó cắn anh rồi à? Làm gì cắn được, chắc đuôi nó vập chứ. Ai cầm cái này cắn rồi? Ôi, chịu. Sao lại cắn kiểu gì? Nặng nặng cái sao nó ra máu. Đâu, nhưng mà rõ ràng giữ đầu rồi mà lại sao lại ở đấy? Đi mà ba được mà tay. Phù ra máu rồi. Thế sao? Anh thế này, anh kia đi. Không bằng thế à? Thấy chưa? Chưa thấy, chỉ có cái kẹp thôi đó. Cái bấm quá, chị Hiền để đâu? Bấm Hiền hôm qua nó để đâu nó? Lấy cái đèn đây, cái giá để điện thoại. Đây có nhét này không? Cậu vào lấy cái đèn pin màu đen ở trong chỗ cậu ấy. Đi đây. Ừ. Đứng ra này. Đây đúng không? Cắm đi cậu uống. Cho nó uống một chút đi. Cho nó tụt huyết áp. Nhiều người tụt phải. Nhiều người thì huyết áp lên. Uống nha. Ê, uống mạnh nào. Thank you.
tầm 40 phút hay 50 phút rồi. Lúc 18:39. Không rượu đâu. Có là đô. Nói lắp lưỡi rồi, đơn giản hỏi gì cứ trả lời nói để mình kiểm tra được tính. Đi lấy không lấy cái bản phô đây không phải ra tay đâu. Chưa lấy được cái thân chôn này rồi. Chưa lấy được cái thân chôn này rồi. Chưa lấy được cái thân chôn thùng dưới con lại con cái túi bóng con mở cái thùng dưới. Nó vì nó mới thanh minh ra nó mở mắt rồi. Nó sẽ là 2 tháng 3 tháng sau thì gặp vừa gặp biết con cá nó xưng cấy rồi mất. Tôi chả đâu. Bắt đi bắt. Bắt tay kìa. Lên nhà lấy được. Đây trong này có gì? Đi ở cạnh khu đưa. Đấy thì đấy luôn, không phải. Khu đưa vào bác. Đây chú ơi. Đấy cứ đi vào để lấy con đưa bác đi. Học y đã trải qua chưa? Chứ chỉ có một cái vết xước một cái là không, nó chỉ cần nước vào hết là dính rồi. Từ nó xước ở đây không từ nó chạy nó đã cắn vào rồi là không còn chưa thoát nào nữa. Lúc anh nào không nói bà thì biết độc con người là độc. Thank you.
trong giường cơ mà, nó nằm trong chăn cơ mà. Chẳng là chiếu để bác này, cái này là cũng thế ra từ lúc đấy nó cắn nó chẳng phải hơn rồi chứ làm gì có tầm bây giờ tầm tiếng này đâu lúc bị là ra luôn, ra đến chẳng khá luôn là việc nó là ra luôn rồi. Mới từ từ nó cười không? Có rượu và chè chưa? Mới đi làm. Mới làm xong rồi. Mới làm xong rồi. Các bạn đi, các bạn xong đi. Ừ. Rồi nó có 95 trên như là 60 đấy. Nó tụt xuống 80 là phải ấy ngay đấy. Ừ.
năm nào cũng cứ một năm tiền tối phải tầm cổ trước kia, cái năm sau có tháng rồi, chứ mà ai cho đi thì nó rất cháu. Cháu gọi bệnh thảo. Ai? Rồi bảo như trước cháu có số bác nhưng mà sau lại máy nó hỏng, như là đổi phát là mất số của bác. Con tới như này. Rung chứ nhỉ. Mấy cô thành thật thế là hôm mới làm này chậm là chậm. Hôm chú vào mẹ và bác vào nơi là coi như là mẹ mắt nó trợn ngược đi rồi, bảo không được rồi. Thế bảo mặc quần áo cho thì mặc đi thôi. Thế là cuối cùng cái tình trạng khá để chân chi nó bảo mẹ tim có đập cái này mà lên tới con người anh lại không cứu, cầm cái ống nghe nhắm chốt của bác trên mặt còn lâu nữa. Bác đã thở ở đây là 15 phút rồi. Cuối cùng nó cứ nhà dưới nó xin lỗi cháu cảm giác không phải hơi kém anh em nó lâu rồi thôi, ra sớm sáng từ 8 giờ mãi đến 4 giờ anh người lo báo vào và làm sao mà kịp nó ngủ ngon chưa bố không gác bây giờ thằng trên văn quan đó. Ở văn nơi đây là khách ở trong Tân Chi đấy, ở trong Tân Chi đấy, Hùng cũng không biết là ai. Khách này là bị rắn hổ mang chúa cắn nhá, hổ mang chúa là cái rắn độc bảo a nên là cái thời gian chúng ta chỉ khoảng 3 tiếng quay lại, nếu mà không được cứu chữa thì uống thuốc và ta đâu kịp thời là sẽ khó và mặc cứu. Đây, cuối như hôm cái thằng Tân Chi luôn đấy, cái thằng người cháu ở trong Tân Chi rất là độc luôn. Đưa ra hôm ấy, tắng xe máy, trong bản liếc hay là cái gì? Dám anh Minh mà dám dám anh Minh sợ đây này, con chuối này nhìn em biết ngay này. Có nhưng mà có bắt được không? Bắt được chết xe. Chết chưa? Chưa. Đâu mang bảnh thì không mang bảnh. Không mà nó phải mang chúa không thế này. Đây cái đầu nó như thế này. Mang chúa. Mang chúa. Ai bảo bảnh cái này? Cái đấy là cái chi này. Đấy như thế trong đè. Cầm nó rồi. Như thế. Có rồi. Đưa tay kia vào nữa, lúc nhân lên đấy chắc là đưa tay kia vào. Còn cái thằng thắng ở trong thử tát ấy, nó trưng vào mắt hay như là vào ban đêm kìa. Bắt được, bây giờ đang để trên xe. Trên xe à? Không phải trên xe này mà để ở nhà treo ở trong bao. Hôm trước 4 năm, cách đây 4 năm có một anh cũng bắt thắng, nó mất cái con là cũng to. Hôm kia bao giờ nó không dọa người, bao giờ nó con nào thế rồi. Nó còn ngóc cổ lên như là 50 phân. Vừa nãy lấy cái nó ngóc lên. Đây đây đâu. Nó còn ngóc cổ lên 50 phân đấy. Con hổ mang chúa ở trong lân luông ấy, lạc mà nó cao 60 phân thì mà nó còn cao trên lạc như thế này. Đúng rồi. Đây, hổ mang chúa. Hổ mang bành là nó phải thành cái chợ cổ. Đây, bác đâu. Bành đúng rồi. Chàng hổ mang chúa còn gì nữa. Nó cũng bằng cái đèn pin rồi. Sao đây mà thường thế? Nguy hiểm lắm, gắn ghép thì nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm. Bây giờ anh chỉ có tin khách bệnh nhân. Bệnh nhân cắn là TikTok đi tìm cây thuốc về để nghiện và cấp cứu cho khách luôn. Cắn là rất là nguy hiểm luôn, nhưng mà cứu chữa kịp thời thì là anh Tuấn ở đâu, có phải là lái thấy ở ngoài đường đâu mà là rắn nó trong nhà ấy, rắn chui vào trong nhà mà bắt ở nhà mà rắn nhiều. Ô tên nào? 110 chứ, 100 gì. Nó cái lọc nó phong tỏa cơ thể rồi. 12 giờ là uống một chén này nữa. Bắt thêm bắt đấy còn cho nó cốc lọc thôi. Mấy cái này vẫn giữ nguyên. Đắp lên đây. Đây, phải đắp lên đây. Lên. Chứ không cần là kia này. Ba. Chắc luôn.